ở lớp 6 chúng ta có một cái dạng bài tìm x nâng cao liên quan tới tổng các lũy thừa cùng cơ số. Cũng là tìm x nhá, cũng là lũy thừa nhá, nhưng mà là tổng các lũy thừa. Nhưng mà điều đặc biệt là nó cùng cơ số. Thế thì chúng ta phải nhớ lại cái bài cơ bản đó là S bằng 1 cộng 2 cộng 2 mũ 2, đây là 2 mũ 1 nhá. Ở đây thực chất là hai mũ không rồi cộng 2 mũ 3 cộng chấm chấm cộng đến 2 mũ 99. Các còn, còn nhớ kết quả không? Thì người ta làm gì? Người ta nhân 2 với, với cái cơ số Thầy có ghi chỉ dấu cho chúng ta Ở cái bài này này Hoặc là cái bài tương tự là 1 cộng 3 cộng 3 mũ 2 cộng 3 mũ 3 Thì ta sẽ nhân với 3 Mà nếu là con số 4 người ta nhân với 4 đúng không Ở đây là số mũ nó liên tiếp Tức là S nhân 2 sẽ bằng 1 cộng 2 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 Cộng chấm chấm cộng 2 mũ 99 Còn tất cả ta nhân với 2 đúng không Thì nó ra là 2 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 Cộng 2 mũ 4 cộng chấm chấm cộng đến 2 mũ 100 xong rồi ta lấy cái s nhân hai này này thì ta ta trừ đi cái s đúng không lấy s nhân hai trừ đi s thì bằng cái gì gì đấy xong rồi ta ta chia thôi nhá chỗ này thầy nhắc lại thôi tôi không nói dài nữa ai mà quên thì tìm lại các video này mà xem cho nó thật kỹ vào thế thì ở bài này thì sao mình sẽ phải thu gọn cái biểu thức này sau đó mình đồng nhất nó với bên phải trong quá trình thu gọn ở đây ấy, thì chúng ta sẽ nhân với trái với bao nhiêu nhá câu 1 vế trái bằng 1 cộng 2 bình phương cộng 2 mũ 4 cộng 2 mũ 6 cộng chấm chấm cộng 2 mũ 2x ở đây số mũ của nó là gì chúng ta quan sát cho thầy số mũ là đây là hai mũ không nhá cái này này là hai mũ không số mũ sẽ là 0 2 4 6 vân vân cho đến 2x như vậy ở đây là số gì số chẵn số chẵn là nó hơn kém nhau bao nhiêu khoảng cách ở đây là khoảng cách là là 2 đơn vị. Thế khoảng cách là 2 đơn vị thì cứ từ 1 mà sang 2 mũ 2 là chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải nhân 2 mũ 2. Thế từ 2 mũ 2 mà sang 2 mũ 4, từ đây sang đây này thì chúng ta cũng phải nhân với 2 mũ 2. Rồi từ 2 mũ 4 mà muốn sang 2 mũ 6 thì chúng ta cũng phải nhân nhân 2 mũ 2. Thì tức là như thế này này, 1 nhân 2 mũ 2 thì bằng 2 mũ 2. 2 mũ 2 mà nhân 2 mũ 2 thì ra 2 mũ 4. 2 mũ 4 mà nhân thêm 2 mũ 2 thì ra 2 mũ 6 2 mũ 6 mà nhân thêm 2 mũ 2 thì ra 2 mũ 8 Đấy Thế cái 2 mũ 2 thì thực chất là mấy? Thực chất đó là con số 4 Nó là con số 4 Đúng không? Như vậy ở bài này Vì là cứ từ số hạng trước mà sang số hạng sau Thì phải nhân thêm 2 mũ 2 Lên cả bài này mình sẽ nhân nó với 2 mũ 2 Còn ở bài này thì sao? Từ số hạng này sang đây thì mình nhân mấy? Mình nhân 2 Từ đây sang đây thì mình nhân 2 từ đây sang đây mình cũng chỉ nhân hai thôi nên bài này mình nhân với với hai nói theo kiểu của lớp 6 thì thầy phải giải như thế chứ còn cái bài này nó của lớp 11 thì nó là bài cấp số nhân mà nhá ở đây thầy nói luôn này ở lớp 11 thì cái SC của mình kia kìa nó là cấp số nhân cấp số nhân mà công bội quy là bằng hai còn ở cái câu 1 kia kìa thì nó là cấp số nhân mà quy là bằng 4 4 tức là hai bình phương. Thế vậy sang câu 2 thì nó là cấp số nhân mà quy bằng mấy? Câu số 2 đây này là quy bằng gì? Quy bằng 9, 9 chính là 3 bình phương. Rồi câu số 3 nó là cấp số nhân mà quy ở đây là bằng bằng 25. 25 chính là 5 bình phương. Đấy. Thực chất nó là như vậy. Và sau khi phân tích hết như thế này rồi thì vào bài chúng ta sẽ bắt đầu trình bày câu 1 bằng cách là nhân cái vế trái với với 4 đây để giải thích rồi đây nhân với 4 nhá vào câu 1 mình mới đặt đặt à, a bằng đi 1 cộng 2 bình phương cộng 2 mũ 4 cộng 2 mũ 6 cộng chấm chấm là 2 mũ 2x thế thì bây giờ mình lấy a nhân với 4 thì bằng 1 cộng 2 bình phương cộng 2 mũ 4 cộng 2 mũ 6 cộng 2 trước cái này này thì nó phải là 2x 2 sau nó mới đến 2x đây là tổng các số chẵn à, số mũ là dãy các số chẵn mà thì trước 2x là số chẵn thì nó là 2x 2 trước thì nó kém hai đơn vị xong rồi mình nhân với nhân với 4 tức là nhân với 2 mũ 2 được không 4 này này chính là 2 mũ 2 và khi mà nhân lũy thừa cùng cơ số thì mình cộng số mũ thôi nó ra 2 mũ 2 cộng 2 mũ 4 cộng 2 mũ 6 cộng 2 mũ 8 tất cả các số mũ đều được đẩy lên hai đơn vị công thức là A mũ M nhân A mũ N thì bằng A mũ M cộng N Nên là 2 mũ 2X mà nhân với 2 mũ 2 thì bằng 2 mũ 2X cộng cộng 2 Cứ ừ là cộng thêm 2 vào Cộng thêm 2 vào các cái số mũ ở đây Viết xuống, viết xuống Đây là A nhân với 4, đúng không? Thế mà cái gì? Mà A thì bằng 1 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 4 cộng 2 mũ 6 cộng vân 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 cộng 2 mũ 2X đây là chép lại đề bài thôi. Mở ngoặc. Đây là chép lại. Chép lại cái A này này. A này là A gì? Thực chất nó là A nhân với 1. Tại vì nhân với 1 thì bằng bằng chính nó mà. Vậy biết là nhân 1 nhá. Sau đó mình mới trừ hai dòng trên theo vế trừ hai dòng theo vế. Trừ dòng trên cho dòng dưới thì lấy a nhân 4 trừ a nhân 1 sẽ bằng trừ thì nó cứ trên dưới triệt tiêu nhau như thế này này những cái giống nhau nó triệt tiêu với nhau và bao giờ nó cũng còn cái ông cuối trừ đi ông đầu cái này thầy nói nhiều rồi 2 mũ 2x cộng 2 trừ đi 1 thế 4 mà trừ đi 1 thì ra cái gì A ra ngoài bên trong là 4 trừ 1 thì bằng 2 mũ 2x cộng 2 trừ 1 vậy đây là A nhân với 3 thì bằng 2 mũ 2x cộng 2 trừ 1 Vậy A sẽ bằng 2 mũ 2x cộng 2 trừ 1 tất cả chia chia 3 Thế xong rồi đề bài nó cho cái gì chúng ta quan sát đi Nhìn vào đề bài đi Đề cho Đề cho là A bằng cái gì cái kia kìa 2 mũ 10 trừ 1 chia 3 Cũng có cái chia 3 ở đây này Nó khớp với nhau không Cũng có trừ 1 đây này nó giống chưa Cũng có 2 mũ mấy đây này đây cũng có hai mũ mấy đây này. Vậy chúng ta suy ra sự đồng nhất là cái ông số mũ này này. 2x cộng 2 nó phải bằng 10. Cái này này, bằng chính số 10 luôn. Tức là thành 10 1 chia 3 thì đây cũng là 10 1 chia 3 đây, cũng mũ 10 1 chia 3 đây. Vậy từ đây dễ dàng giải ra 2x thì bằng 8 và x ở đây bằng 4. Kết luận vậy x bằng 4. Thế ta đã biết là trong đề bài cái chia 3 này nó ở đâu ra chưa? cái chia 3 này này nó chính là 4 1 tức là mình nhân với 4 xong mình trừ đi cái đề bài thì 4 1 bằng 3 thôi và sau khi biết như thế rồi ấy thì sang cái câu B đi câu B bây giờ thì không biết dài dòng nữa mà chúng ta sẽ nhìn với nhau thôi câu 2 này chúng ta đặt biểu thức B là bằng 1 cộng 3 bình phương cộng 3 mũ 4 cộng 3 mũ 6 cộng chấm chấm 3 mũ 2x rõ ràng là cứ từ đây sang đây là gấp lên 3 bình phương lần nhân thêm 3 bình phương xong lại nhân thêm 3 bình phương thì giải thích rồi cứ nhân thêm 3 bình phương vậy phải nhân với 9 vậy là b nhân 9 sẽ bằng đấy thế xong rồi b nhân 1 sẽ bằng đúng không xong rồi trừ theo vế thì được b nhân 9 trừ b nhân 1 thì bằng vân vân bằng bằng cái gì lại bằng số cuối trừ đi số đầu số đầu ở đây là số 1 số đầu của b là số 1 và số cuối là gì 3 mũ 2x cộng 2 2 x mà nhân thêm 9 mà là nhân thêm 3 bình phương thì cộng hai vào đây trừ đi một thế chỗ này là gì chỗ này là b nhân 8 thì bằng 3 mũ 2x cộng 2 trừ 1 vậy thì b bằng gì vậy thì b sẽ bằng 3 mũ 2x cộng 2 trừ 1 chia 8 khớp với cái người ta cho chia 8 đây chưa vậy chỗ này suy ra tôi thầy viết từ suy ra suy ra theo đề bài là 2x cộng 2 nó phải bằng cái gì kia phải bằng 20 giải nhanh ra x bằng 9 xong câu số 3 câu số 3 chắc chắn là b nhân với gì nhân tất cả từ đây sang đây là 25 từ đây sang đây cũng nhân thêm 5 mũ 2 nhân thêm 5 mũ 2 đấy thì giải thích rồi vậy là b nhân 24 25 1 bằng 24 thì bằng với cái biểu thức của người ta là 5 mũ 2x cộng 2 trừ 1 đúng không thì cứ số cuối trừ số đầu mà số cuối của cái tổng trên trừ số đầu tổng dưới thế thì b sẽ bằng 5 mũ 2x cộng 2 trừ 1 rồi chia 24 kết hợp với đề bài thì ta đồng nhất ta suy ra 2x cộng 2 phải bằng cái số trong đề bài đây này thì nó bằng 12 và giải ra x bằng 5